Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin, vụ vạn thịnh phát đã bị phát hiện hơn 10 năm nhưng không xử lý, trách nhiệm thuộc về ai? Hàng loạt đại án tham nhũng đã và đang sắp đưa ra xét xử trong những ngày cuối năm 2023. Theo chỉ đạo của cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Những vụ án đã xét xử như IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chuyến bay giải cứu rồi sắp tới là FEC của Trịnh Văn Quyết. Tân Hoàn Minh và Đỗ Anh Dũng cùng với đại án Việt Á, Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan vân vân, song cũng chưa phải là hồi kết. Với thành tích chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà truyền thông nhà nước thì luôn ca ngợi, nhưng không hiểu vì sao càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng lan rộng, đặc biệt lớn về tầm vóc và quy mô. Trước đây quan tham chỉ dám tham nhũng nhiều nhất là đôi ba tỷ nhưng hiện nay tham nhũng tối thiểu cũng vài chục tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ là chuyện bình thường. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Chỉ một trưởng đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ đối với ngân hàng SCB, vậy mà SCB đã hối lộ cho cá nhân bà Đỗ Thị Nhàn lên tới 5,2 triệu đô la, tương đương với 118 tỷ đồng toàn bộ số tiền hối lộ đó có mục đích để đoàn thanh tra bao che và không xử lý đối với những hành vi trầm trọng của ngân hàng scb trong những ngày này dư luận bi quan và đặt câu hỏi rồi tới đây không biết sẽ còn bao nhiêu đại án và siêu đại án nữa sẽ bị lộ vì sau khi quán vạn thịnh phát và bà trương mỹ lan bị phát giác thì không có gì đảm bảo rằng những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cỡ khủng như vingroup sun group Novaland đều bị sờ tới thì điều gì sẽ xảy ra? Kể từ sau đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khởi động một chiến dịch đốt lò, một bản copy của chiến dịch đả hổ diệt ruồi của Tập Kinh Bình ở bên Trung Quốc. Ban đầu, dân chúng thì vỗ tay ca ngợi Tổng Bí thư hết lời vì đã quật ngã được Đinh Đa Thăng, một việc làm chưa từng thấy. Khi đó, dân chúng hò hỏi hy vọng rằng cái lò tôn của ông Trọng sẽ ngày càng đỏ lửa rồi công cuộc chống tham nhũng sẽ phát hiện và quét sạch hết lũ giặc nội sầm. Nhưng khi đó, người dân Việt Nam quên mất một nhân vật khác, cũng chính là vua biết mặt, chú biết tên, cũng là ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ông đinh là thằng, đó là sâu chúa Lê Thanh Hải với tội trạng được cho là gấp trăm, khắp vạn lần đinh là thằng. Vậy mà không hiểu tại sao sâu chúa này vẫn bình an vô sự cho đến ngày hôm nay ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng già nua của Việt Nam. Công luận khẳng định nếu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng thực sự như ông thường xuyên khẳng định trên các phương tiện truyền thông đại chúng là chống tham nhũng không có vùng cấm, không có vùng tránh, thì chắc chắn sẽ không để cho Lê Thanh Hải sử dụng quyền lực tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát phát triển đến như thế. Để rồi nhóm lừa đảo này dễ dàng chiếm đoạt hơn 300.000 tỷ đồng tương đương với 12,5 tỷ đô la tại ngân hàng SCB. Đáng chú ý, sự vô tình hay hữu ý của ông Tổng Bí Thư được giáo sư Abusha phân tích vụ án Vạn Thịnh Phát đánh giá đây là một thất bại nặng nề của việc giám sát kiểm tra trong công tác tham nhũng. Vậy mà một năm sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt, cho đến nay không có bất kỳ một quan chức cấp cao nào trong chính phủ hay hệ thống ngân hàng nhà nước của Việt Nam bị xử lý vì vụ bê bối này sau vụ việc trương mỹ lan và vạn Định pháp bị phát giác những người lâu nay vẫn tự hào về việc tổng bí thư chống tham nhũng mới bừng tỉnh than rằng ông trọng đánh giặc nội xâm mà lại để cho quân của tổng bí thư bảo kê chiếm lĩnh hết trận địa quậy cho đất nước tanh bành chưa từng thấy chứng tỏ tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng chẳng tài cán nỗi gì cơ quan chống tham nhũng có tên gọi rõ ràng là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nói ra để thấy không chỉ có chống mà còn phải có chức năng phòng, thậm chí phòng còn quan trọng hơn cả chống tham nhũng. Tổng bí thư Trọng đã quên mất trách nhiệm quan trọng này khi không quan tâm đến việc phòng tham nhũng. Phải chăng mối quan hệ chằng chịt của Lê Thanh Hải đã giúp sâu chúa này thoát tội? Cụ thể vào ngày 9 tháng 1 năm 2014, tờ báo Việt Nam Net đăng bài Bà Lan Vạn Thịnh Phát trong lời khai Dương Trí Dũng. Bài báo có đoạn Chiều ngày 8 tháng 1, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lộ bí mật nhà nước. Hội đồng xét xử đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội có yêu cầu đề nghị với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao điều tra hành vi nhận 500.000 đô la và 20 tỷ đồng của một cán bộ cấp cao. Nếu đủ căn cứ phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi bài báo được đăng cho đến nay, câu trả lời cho vấn đề mà Việt Nam Net đề cập vẫn còn bỏ ngỏ công luận đặt câu hỏi khi báo chí đã phản ánh nhưng tổng bí thư trong vai trò người đứng đầu và các cơ quan chức năng đã bỏ qua không xử lý khiến xảy ra hậu quả lớn thì ai phải là người chịu trách nhiệm đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của thời báo .d với bản tin vụ vạn thịnh phát đã bị phát hiện hơn 10 năm nhưng không xử lý trách nhiệm thuộc về ai Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Các nhà đầu tư tháo chạy khỏi Việt Nam, Tổng bí thư trọng phải chịu trách nhiệm. Vào ngày 1 tháng 12 tại Dubai, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính Thay mặt cho chính phủ Việt Nam đã công bố kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng với nhóm đối tác quốc tế. Điều này nhằm thực hiện mục tiêu huy động nguồn tài trợ 15,5 tỷ đô la Mỹ mà các nước công nghiệp phát triển G7 cam kết cho Việt Nam từ cuối năm 2022. Trước đó vào ngày 21 tháng 11 tại diễn đàn các nhà quản trị Việt Nam, phân tích vì sao ostate ngừng phát triển điện gió tại việt nam theo đó tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới ostate đã quyết định dừng toàn bộ kế hoạch đầu tư điện gió ngoài khơi tại việt nam tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu của thế giới đã quyết định dừng toàn bộ kế hoạch rất lớn ở việt nam được biết ostate đã quyết định bỏ cuộc chơi phát triển điện gió tại việt nam là do nhà nước việt nam chưa có chính sách rõ ràng thống nhất nên nhà đầu tư chưa mạnh dạn rót hàng tỷ đô la vào các dự án. Đồng thời, tập đoàn Ostet cũng cho biết các chính sách chủ chốt liên quan đến triển khai và mua điện từ các điện gió ngoài khơi của họ bị chậm trễ và không rõ ràng. Điều này xảy ra ngay sau khi tập đoàn Intel của Mỹ chuyên trong lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn đứng hàng thứ ba trên thế giới đã đầu tư vào Việt Nam 1,5 tỷ đô la từ năm 2006 cũng quyết định không triển khai kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ đô la để mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Lý do mà Intel dừng mở rộng đầu tư tại Việt Nam là nguồn điện cung cấp không đầy đủ và không ổn định. Thủ tục hành chính thì nhiêu khê, lắt léo, trì trệ hành chính cửa quyền. Thay vào đó, Intel đã đầu tư 4,6 tỷ đô la xây dựng mới nhà máy sản xuất chip tại Ba Lan. Tình trạng thiếu điện trong đợt nắng nóng tháng 5 và tháng 6 năm 2023 dẫn tới tập đoàn điện lực Việt Nam EVN phải tiến hành cắt điện luân phiên khiến xảy ra tình trạng gián đạn sản xuất cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Trong khi 4.600 MW điện gió mặt trời dư thừa không phát được lên lưới điện quốc gia thì EVN vẫn nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào. Qua tìm hiểu được biết nguyên nhân của tình trạng này là vấn đề thủ tục quy chế của EVN và Bộ Công Thương nhưng điều đang nói là các thủ tục do họ tự đặt ra. Tại sao Bộ Công Thương không cải tiến sửa đổi thủ tục này để hòa lưới điện cho điện gió và điện mặt trời? Cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh vào tháng 4 năm 2006 lúc đó cũng đã khẳng định đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Vậy mà cho đến nay cung cấp điện còn chưa đủ cho sản xuất và đời sống do năng lực điều hành và quản lý của lãnh đạo cấp bộ rất yếu kém thì việc trở thành quốc gia công nghiệp hóa của việt nam là điều không thể và ngày thêm xa vời cũng vì thế mà các doanh nghiệp lớn đã lũ lượt kéo đi rời khỏi việt nam ông bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên theo giới chuyên gia kết quả của việc các nhà đầu tư nước ngoài hàng loạt rút đi khỏi việt nam là do năng lực điều hành kém cỏi của quan chức lãnh đạo evn và bộ công thương nhất là bộ trưởng nguyễn hồng diên theo đó, Bộ trưởng Diên đã lúng túng trong điều hành, chỉ đạo về cung cấp xăng dầu, gây ra tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ ở rất nhiều địa phương trên cả nước. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trường tiểu ban nhân sự của Đại hội 12 13 phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Trong vai trò trưởng tiểu ban nhân sự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý thức được vai trò của Bộ trưởng Bộ Công Thương là người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của cả nền kinh tế đất nước hay không. Tại sao, lý do gì tổng bí thư đã lựa chọn ông nguyễn hồng diên một người xuất thân từ cán bộ đoàn xã leo lên đến chức bí thư tỉnh ủy thái bình rồi phó ban tuyên giáo trung ương một người hoàn toàn không có chuyên môn quản lý kinh tế cũng như năng lực điều hành giới thạo tin cho biết dựa vào tiền bạc và mối quan hệ ông nguyễn hồng diên được ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng bộ công thương đây là công lao của bố vợ ông diên là trần văn sen chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn hương sen đa ngành nổi tiếng với nhãn hiệu bia Đại Việt. Ông Sen là một đại gia, một chùm vua biết mặt, chúa biết tên ở đất Thái Bình. Ông Trần Văn Sen, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hương Sen, bố vợ của Nguyễn Hồng Diên. Theo nhà báo Phạm Hữu Hiệp, trong bài viết Chuyện Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương và ông chủ hãng bia Đại Việt đã tiết lộ như sau. Ông Trần Văn Sen với quan hệ rộng thân tỉnh với thường trực 34 thư Trần Quốc Vượng cùng với các lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh Thái Bình như Nguyễn Hạnh Phúc, Trần Cẩm Tú vân vân đã gây chấn động chính trường Việt Nam khi đưa được con rể Nguyễn Hồng Diên, một cán bộ được đào tạo về tuyên giáo, học cử nhân sử và có tấm bằng tại chức kế toán thì lại ngạo nghễ ngồi với chiếc ghế bộ trưởng Bộ Công Thương, một siêu bộ. Được biết vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 2017 khi đó, trong một cuộc họp của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt câu hỏi với ý chê trách rằng tại sao người ta nói quan hệ tiền tệ, hậu duệ cuối cùng mới là trí tuệ. Thân quen cánh hậu, thích thì đưa vào, tạo vây cánh cho mình rồi nói cho thật hay, cơ cấu độ tuổi thế này, triển vọng thế kia, vân vân Công luận đặt câu hỏi, vậy các bộ trưởng công thương trong thời gian gần đây như Trần Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Diên có phải chăng là sản phẩm của cuộc mua quan bán chức ngang nhiên, rầm rộ như chỗ không người dưới thời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Các nhà đầu tư tháo chạy khỏi Việt Nam, Tổng Bí Thư Trọng phải chịu trách nhiệm gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề